Ghê đó em. Thử ghê đó. Nó. Em nghe tiếng anh thử. Bên mặt chị loáng nhiều không? Trong sao đi quay vậy này nhiều vậy ạ? Mà cô 4:30 phải về đi học rồi. Đâu nhiều lắm nào. Nhìn nhiều mình giờ đâu thấy mấy đâu hả?
Hân hay ai đó ta? Hiền à? Bật giùm chị quạt với. Mai còn chị trước bà nếu hay Tú hả? Tú à? Hả? Ừ, làm xong tiếng đó. Về rồi. Đang đắp mặt trên đó. Thấy Tú nhìn nó rõ không? Ừ. Chắc đến nó nhìn thấy anh đấy. Ừ. Và biết cận. Nó không đeo được kính ta? Có chứ. Thấy đeo lắm. Như bà tia rồi phải không? Tia giống như bia bắn vậy. Mà chắc cũng không để ý. Ba làm ít nói. Trước là công trò. Trước là bạn của chị Dung. Hay qua tiệm mua đồ rồi chơi á. Xong đi em bán đồ rồi chị chơi với em đây. Học cùng lớp chị Dung à. Đi vô làm không chơi nè. Không, vẫn mỗi lần Dung vào đây vẫn gặp cà phê sáng. Đi em vào đây em. Mấy phút anh? 10 phút. Được 11 phút để chị Loan. Không. Chị quay cái. Chờ đây, chờ đây. Ừ. Quay được cái được. Nè em nói chị. Nè em nói chị rồi mà. Ê còn chị bé đứng ở sau đi răng ta. Có, đang đợi chị. Dạ, rồi em làm dưới đi chị bé. Ừ. Thôi được ấy. Để chị Loan.